Xin chào các bạn, thưa các bạn, là tại Khang Audio chúng tôi có bán những cái kệ để kê những cái loa Bookshelf, những cái loa để nghe nhạc, hoặc là những cái loa như đang có ở đây là những cái dòng loa karaoke, loa 301 series 4 rồi 402 của Bose, hoặc là loa B&B. Rất nhiều người bạn sẽ còn băn khoăn rằng là với những cái loa như này mà kê những cái kệ như này thì nó có đủ chắc chắn không? Bởi vì những cái dòng loa này nó có cái cường độ âm thanh khá là mạnh, đặc biệt là tiếng trầm. Thì thưa với các bạn rằng chúng tôi làm những cái kệ này về nguyên bản như này các bạn về kê cũng đã là rất tốt rồi. Bởi vì sao? Bởi vì nó có một cái tỷ lệ khá hợp lý. Và trên mỗi một cái kệ này chúng tôi có để tất cả những các cái đệm cao su, đệm mút để nó giữ chặt cái sự tiếp xúc giữa loa với kệ. Đồng thời dưới cái chân kệ này chúng tôi cũng có chân đinh để chống rung. Và bản thân tự trọng của cái kệ này cũng khá là nặng rồi. Và khi các bạn đặt lên là các bạn có thể chơi thoải mái. Đấy, các bạn chơi rất thoải mái. Nhưng mà để cẩn thận hơn và cũng gia cường thêm cho cái tự trọng của cái kệ loa này, thì chúng tôi có chia sẻ với các bạn một cách nữa, là trong cái gia đình của các bạn rất sẵn có rất nhiều loại vật liệu, từ sỏi, cuội, đá hay là cát khô, các bạn có thể đổ thêm vào đây. Đây, các bạn có thể đổ thêm vào đây thêm. Khi mà các bạn lắp một cái phần bên dưới xong rồi, trước khi các bạn lắp cái mặt kệ lên, đúng không? Thì đây, cái chỗ này là các bạn có thể đổ sỏi khô. Đây, ví dụ như đây, ở trong cái đây chúng tôi có một ít các cái sỏi khô như thế này. Sỏi khô này các bạn có thể cho vào đây. Đấy, các bạn cho số lượng bao nhiêu là tùy ý nhé. Các bạn cho số lượng bao nhiêu là tùy ý. Thì quá trình các bạn cho vào đây ấy, thì nó sẽ tăng cái trọng lượng của cái kệ này lên. Đấy, nó sẽ tăng cái trọng lượng của cái kệ này lên. Thoải mái cho đi, nó khô mà. Thì cái kệ nó sẽ nặng. Và các bạn bắt nó vào. Các bạn bắt nó vào nhé. Đặt vô rất là dễ thôi, không có khó khăn gì. Thế và sau khi các bạn bắt xong ấy, thì các bạn sẽ đặt cái loa lên. Và nó rất chắc chắn. Và điều này nó sẽ giúp cho cái loa có một cái tự trọng, cái chân loa có thêm cái tự trọng rất là nặng. Nó rất là nặng, đúng không? Rất là nặng. Nó thêm hàng 1-20 cân nữa thì cái tạo ra cái độ vững chãi cho cái kệ này, thêm những cái sự vững chãi. Và từ đó thì các bạn có thể sử dụng được tất cả các cái loại loa Bose, loa B&B để chơi với dòng nhạc mạnh rất thoải mái và không bao giờ phải sợ rung rinh hay là thiếu cái độ vững chãi cả. Và đây là một trong những các cái kinh nghiệm mà chúng tôi muốn chia sẻ các bạn khi các bạn sử dụng cái kệ để kê loa mà chúng tôi đang có bán tại Khang Audio. Khang Audio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi video của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo.